chào mọi người, lại là Dia đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Dia Tarot Tâm sự cùng người lạ. Tả ra một tháng đã gần như qua đi rồi. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong ván trải tháng. Và tháng này chính là tháng 11. Vẫn như mọi khi thôi thì Dia vẫn có 4 tụ bài dễ thương dễ thương. 4 tụ bài ở đây ngày hôm nay thì Dia không sử dụng các cái loại đá được mài dũa nữa, mà Dia sử dụng cái loại đá người ta gọi là loại đá thô. Ở đây thì nó gồm 4 cái chủng đá khác nhau. Đầu tiên đó chính là thạch anh tím. Tụ bài số 2 với viên đá aquamarine. Tụ bài số 3 với gọi là đá thô ruby. Và tụ bài cuối cùng là tinh thể thô fluorite. Rồi, ok, còn bây giờ thì nhiệm vụ các bạn là chọn cho mình một hoặc hai hoặc ba hoặc bất kỳ một cái tụ bài nào đó mà các bạn cảm thấy là các bạn bị thu hút bởi nó để đón nhận cái thông điệp của tháng 11 thôi. Bắt đầu thế nào? Tụ bài số 1, bắt đầu thôi. Tụ bài số 1 với viên đá thạch anh tím ở đây rất là đẹp ha. Đây, trời ơi, siêu xinh xắn luôn á mọi người. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên thì Dia sẽ sử dụng các cái lá bài trà như mọi khi để trải ra cho mọi người. Dia vẫn sẽ sắp xếp những cái lá bài này theo cái thứ tự là từ tốt cho đến xấu dần. Từ tốt ha, cho đến xấu dần ha. Ok. Những cái sự kiện trong tháng này của bạn chọn tụ bài số 1 thì Dia thấy khá là ổn thỏa. Đầu tiên, bạn có cái lá key là cái chìa khóa, nó thể hiện là một cái kế hoạch hoặc là một cái dự tính nào đó của bạn á, nó lấp lửng giữa cái sự thất bại nhưng rồi bỗng nhiên nó choàng tỉnh dậy, nó choàng thay đổi, nó thay đổi một cách 360 độ luôn và nó đã thành công. Ở đây để là successful outcome to your problems, tức là những cái sự thành công sau những cái rắc rối, sau những cái khó khăn của bạn. Tiếp theo bạn có một cái lá là chuông gió. Cái lá chuông gió này cho thấy được việc là trong cái tháng này bạn sẽ cảm nhận một cái bầu không khí gọi là rất là vui, theo kiểu là nó có một cái gì đó rất là khấp khởi trong lòng của bạn. Hoặc là trong cái tháng này thì có rất là nhiều cái sự kiện đem đến những cái niềm vui, đem đến những cái điều tích cực cho bạn. Tiếp theo chúng ta có lá feather hay còn gọi là cái lông vũ. Ở đây cái lá lông vũ nó thể hiện cái việc rằng là sẽ có một ai đó mà người này bạn là một người quen với bạn, một cái người nào đó đã rất là thân cận hoặc một người nào đó là bạn đã từng biết đến, họ sẽ gây cho bạn một số cái sự phiền toái. Tiếp theo là lá camel, con lạc đà. Con lạc đà cho thấy được rằng là vẫn sẽ có những cái khó khăn ở trong tháng này, nhất là còn những cái khó khăn trong công việc của bản thân bạn, nhưng rồi bạn sẽ vượt qua được. Nếu mà nhìn sơ bộ qua những cái ván trải event, những cái ván trải sự kiện của cái bộ bài trà này thì Dia nhìn thấy được rằng là cái tháng của bạn chọn tụ bài số 1 á, nó khá là nhẹ nhàng, nó khá là trôi chảy, nó không đến mức gọi là quá là gắt. Ok, tiếp thì Dia muốn nhìn thấy xem như thế rồi thì công việc của bạn nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta có lá 10 kiếm ngược. Wow, 10 gậy ngược. Wow, page gậy xuôi chiều. Lá the devil. Lá 7 of cups. Có vẻ giống như là gần kết thúc ở tháng 10, bạn đang lo lắng cho rất là nhiều những thứ, những cái vấn đề rắc rối của bạn ở trong công việc. Cái lá 10 kiếm và lá 10 gậy á, nó đều thể hiện đến một cái mục đích chung, đó chính là những cái gánh nặng, những cái mối lo trong cuộc sống. Nhưng mà thật may thay, những cái lá bài xấu này của bạn nó đang nằm ở vị thế ngược, cho thấy là rất là có thể mặc dù cái công việc này nó có những rắc rối, mặc dù có những áp lực, mặc dù có những cái khó khăn, nhưng bạn sẽ sớm vứt bỏ được những cái gánh nặng đó ra khỏi đôi vai bé bỏng của mình, đôi vai gầy guộc của bạn đó. Thấy cái kiểu giống như vậy. Nói chung là đây là cái điềm báo rất là tốt ha. Trong công việc thì đi nhìn thấy được là page of one là bạn đang từng ngày gọi là chứng tỏ bản thân bạn trong công việc, bạn đang từng ngày trưởng thành hơn trong công việc rất là nhiều. Tuy nhiên trong cái công việc này á, bạn nên chú ý một chút xíu, bởi vì nếu bạn chỉ cần lơ là một chút thôi thì bạn sẽ đánh mất chính bản thân mình. Đánh mất chính bản thân mình là như thế nào? Có thể là bạn sẽ đánh mất cái nguồn lực của bản thân, đánh mất đi những cái gọi là những cái động lực hoặc là những cái định hướng, những cái gọi là những cái điều gọi là sao ta tích
cực trong công việc, cái dạng giống vậy. Bởi vì bạn rất là dễ bị cái công việc này nó khống chế theo cái công việc, đòi hỏi bạn phải tập trung rất là nhiều. Còn nếu bạn nào chưa đi làm thì những lá bài này cũng thể hiện cái việc học hành của bạn á. Thì có thể là bạn đang vướng một vài khúc mắc nào đó trong việc học, và vướng một vài cái trắc trở đó trong việc học. Thì cái ván trải này cũng nói đến việc là không sao, rồi sẽ có những cái đường hướng phát triển mới cho bạn. Seven of Cups cho thấy được cái việc rằng là sẽ có những cái lựa chọn mới cho bạn trong thời gian sắp tới, nên bạn không cần phải quá lo lắng. Cái tiếp mà đi muốn xem đó chính là về các mối quan hệ của bạn trong tháng này thì sẽ như thế nào. Về các mối quan hệ của bạn, đi đang nhìn thấy ở đây, wow, hãy cẩn thận một chút xíu, bởi vì đi nhìn thấy là bạn dường như sẽ có một chút xíu cãi cọ, một chút xíu tranh cãi về những cái mối quan hệ của bạn trong cái tháng này đó. Nó có vẻ là không có được tốt cho lắm, nhưng mà theo đi nghĩ là rồi cũng sẽ ổn thôi. Bởi vì ở đây bạn có cái lá rằng là Five of Wands ngược. Cái lá Five of Wands này á, nó có nghĩa rằng là một cái sự đấu tranh nội bộ, hoặc là sẽ có sự cãi vã, cãi cọ, lấn át lẫn nhau. Nhưng mà lá này nó đang bị ngược rồi, rất có thể là ok, đôi khi có cái sự kiện nó xảy ra, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể khống chế được nó, không đến cái mức gọi là quá xấu. Good, cái lá này nó good đó. Còn ở đây, đi có lấy ra cho bạn một cái lá bài xinh tươi để đưa ra một cái thông điệp chung cho các bạn trong cái tháng này. Cái thông điệp chung của bạn nó nằm ở chữ Father. Father. Cái câu thông điệp ở đây nó nôm na như thế này là cái người cha của tôi á, cái người cha thật sự của tôi. Cái người cha ở đây á, các bạn phải hiểu đó, giống như là một cái vị bảo trợ cho bạn, một cái vị thần, một cái vị chúa bảo trợ cho bạn, vậy giống vậy. Là My true father is God in the heaven. Có nghĩa là cái người cha thật sự của tôi á, là Chúa ở trên thiên đàng đó. Cái người mà có thể nhìn thấy được tôi đang cần gì, cái người mà chiếu sáng và chữa lành tôi, cũng như là cái người đã sinh ra cha tôi và những cái mối quan hệ xung quanh đó. Cái câu này nó có ý nghĩa rằng là những cái việc làm của bạn, có thể bạn đang gặp những cái khó khăn, nhưng mà hãy luôn vững tin rằng là bạn sẽ vượt qua được. Bởi vì chính những cái ý chí lạc quan của bạn ngay trong cái tháng 11 này, nó sẽ cứu bạn qua những cái khó khăn thử thách. Chúc bạn tụ bài số 1 sẽ đạt được những cái điều mà bạn mong muốn nha. Tụ bài số 1 kết thúc. Tụ bài số 2 bắt đầu thôi. Tụ bài số 2 với viên đá Aquamarine nằm ở đây nha. Đi sẽ để nó nằm ở đây. Đầu tiên thì mình vẫn xem về những cái sự kiện trong tháng này nó sẽ đem đến gì cho bạn qua những cái ván bài trà. Thì Đi sẽ được sắp xếp nha. Ok, Đi sẽ xếp, wow, Đi sẽ xếp các cái sự kiện theo hướng tốt dần lên ha, từ tốt, à không, từ tốt cho đến xấu, từ tốt cho đến xấu. Thật ra là những cái bạn chọn tụ bài số 2 trong đây không có lá nào xấu luôn. Thật sự tôi xin phải khẳng định một điều là những má số 2 làm như là kiếp trước ăn ở tu tích đức quá hay sao đó. Nói chung là rất là có đức đó mọi người. Nè, không có cái gì xấu trong đây luôn. Tôi nói thật sự luôn. Crown là cái vương miện, nó thể hiện cho việc rằng là bạn sẽ được cái sự tôn trọng, hoặc là bạn sẽ được cái sự kính nể bởi một ai đó ở trong cái tháng này. Dog far away. Trong cái bài trà nó ngộ lắm, nó hiểu tâm lý con người nha bạn. Nó ví von người bạn thân của mình hoặc là những người bạn nó là như những con chó đó. Nó rất mắc cười nha, mình kiểu như con chó là tượng trưng cho những người bạn trung thành á, dạng giống vậy. Thì ở đây bạn có một cái lá là dog, nhưng mà dog far away tức là một con chó ở xa. Cho thể hiện là con chó là người bạn đó, một người bạn ở xa đang nhớ về bạn, hoặc là bạn sẽ có cái sự kết nối với một người bạn ở xa. Người bạn này có thể bạn đã biết rồi hoặc chưa biết, nhưng cái đặc điểm của họ là họ ở rất xa bạn. Họ có thể là ở xuyên quốc gia, hoặc là bạn ở thành phố này và họ ở một cái thành phố xa hơn bạn, chứ không ở chung thành phố, không, hoặc là hai người rất là khó có thể gặp mặt được nhau đó. Hoặc là một người bạn đã lâu lắm rồi không gặp mặt, nên cái khoảng cách nó đã gây, nó đã có một cái khoảng cách trong bạn. Thì bây giờ cái bạn này có bỗng dưng liên hệ lại với bạn và nó tốt nha mọi người. Cái lá dog far away là một cái lá tốt. Còn lá trước, cái lá cái bình ở đây á, nó thể hiện cái việc là wow, quẩy đi mấy má. Cái thời gian của tháng 11 là cái thời gian là mấy má phải nhìn lại bản thân mình đã gọi là đã cực khổ ra sao, đã đổ mồ hôi sôi con mắt như thế nào. Chơi đi, tận hưởng đi, hãy cho mình cái carefree time, tức là có một cái khoảng thời gian tự một khoảng thời gian rảnh để tự mình gọi là giải trí, dạng giống vậy. Hãy cho mình cái phép được giải trí, hãy mua vui cho chính bản thân mình đó, là kiểu giống vậy. Nhưng cái lá cuối cùng lại là cái lá dark man, cái lá đàn ông. Ôi đàn ông là những niềm đau, thì đông cái lá này thì các bạn chỉ cần cẩn thận chút xíu cho Đi thôi. Bởi vì như Đi đã nói trong rất là nhiều những cái ván trải bài tháng của những cái tháng trước á, đối với những cái lá bài mà về con người ở trong bài trà thì nó là một cái lá bài mang tính trung lập, nó không tốt không xấu, không đúng không sai, không dữ không lành. Cho nên là ở cái lá này Đi chỉ biết gợi ý cho các bạn là người này là người như thế nào để cho các bạn có thể dè chừng thôi. Đây, cái lá này nó gửi một cái thông điệp, đây là một cái người đàn ông. Rất có thể bạn trong cái tháng 11 này bạn sẽ có cái mối liên lạc, hoặc có cái sự
tiếp xúc với một cái người đàn ông, mà đặc biệt cái đặc điểm của người đàn ông này là một cái người rất là rậm, rất là râu tóc của họ rậm, hoặc là làn da của họ cũng hơi nâu, hơi ngăm đen, hoặc là nhìn họ rất là mạnh mẽ, nhìn bên ngoài họ họ giống như con gấu á, họ rất là to, họ rất là vạm vỡ theo kiểu hơi bear một chút xíu á đó. Ok, đó thì bạn nên cẩn thận một chút xíu, vì không biết là họ đến vì cái điều gì, cái này mình chưa giải thích được. Để biết được rõ hơn về cuộc sống của bạn trong tháng này thì đi lấy ra cho bạn một số lá. Đầu tiên thì đi sẽ lấy các lá bài về công việc của bạn trước, bởi vì có tiền thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho, đúng không mọi người? Hình như là tôi nói cái này nó bị sai, cái câu đúng là có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Ok, nhưng mà có tiền thì mới có ăn cũng đúng nha, bây giờ có tiền mới có ăn nha, nên bây giờ mình coi đến chuyện tiền bạc nè. Cái chuyện tiền bạc của bạn có vẻ như rằng là bạn đang có một cái dự định nào đó, hoặc có một ai đó đang lăm le mời bạn làm một cái điều gì đó sau một cái khoảng thời gian khá là chật vật của bản thân bạn. Ok không? Gọi là Thúy Kiều thì thanh y hai lượt, cái gì sim y ba lần đúng không ta? Cái này là năm nay là corona hai lượt ba lần gì rồi đó nha. Cho nên rằng là tôi thấy là tới cái tháng 11 này cũng nát tan tâm hồn lắm. Bao nhiêu con người là đến thời gian này là quấn đít lên để làm sao lo cho được một cái cuối năm ấm cúng. Đó, cho nên là cái lá the unknown card, cái lá này nó có nghĩa rằng là một cái bí mật nào đó đang chuẩn bị đến với bạn, đang chuẩn bị bật mí, đang chuẩn bị trở nên rõ ràng hơn đối với bạn. Đây là một cái lá bài tốt. Cái tiếp bạn có lá 10 ở Pentacles. Wow, chúc mừng bạn luôn. Lá 10 ở Pentacles thì là bạn sẽ tốn tiền. Cho là 10 của bạn nó bị ngược á, cho thấy là ok, bạn có thể bạn sẽ hùng hạp vốn với ai đó, có thể là một người trong gia đình, hoặc là bạn sẽ được cho vốn bởi gia đình để làm một cái vấn đề gì đó trong công việc của bản thân mình. Nhưng nhìn chung cho đến cuối cùng thì bạn có một cái lá rất là tuyệt vời, đó là cái lá The Star. Nó thể hiện đó là một ngôi sao may mắn như đường lên đỉnh Olympia, ngôi sao hy vọng đó. Đây, The Star là cái lá hầu như là nó tốt nhất trong toàn một bộ bài tarot luôn. Nó là lá tốt nhất của bộ bài tarot, bởi vì nó thể hiện là cái sự may mắn, niềm vui, sự hoan hỷ. Dù bất kỳ một cái trường hợp gì đó xảy ra với lá The Star thì đó vẫn là cái điều tốt nhất dành cho bạn. Ok không? Tôi thấy quá trời tốt luôn mọi người. Tôi thấy cái này là nó tốt ghê á. Tiếp ha, tôi đến với các lá bài nói về các cái mối quan hệ của các bạn trong cái tháng này. Mối quan hệ của các bạn trong cái tháng 11 này thì có vẻ là ngay ở trong cuối hoặc là gần cuối tháng 10, bạn đã bắt đầu có cái sự giao đãi ở một cái mối quan hệ nào đó. Cái mối quan hệ này có thể là một mối quan hệ làm ăn, hoặc là mối quan hệ học tập, hoặc là mối quan hệ trong công việc. Tôi cảm thấy được cái điều đó rất là rõ ràng. Nhưng mà nhìn chung về cái ván trải mối quan hệ đó không có tiến triển gì nhiều, trừ cái lá the sun ở đây nó đang bị ngược, cho thấy là có những cái sự rõ ràng hơn trong một số mối quan hệ sẽ sắp đến với bạn, nó sẽ rõ ràng hơn, hoặc là sẽ có những cái sự thay đổi rất là tích cực, nên là bạn hãy đón nhận nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với cái lá bài thông điệp cho một bộ bài oracle của bạn trong tháng này, đó chính là marriage. My God, cái lá này nếu mà dịch một cách trần trụi, một cách nghĩa đen luôn á, nó có nghĩa là đám cưới, nó có nghĩa là hôn nhân. Nhưng mà mình không thể nào mà dịch theo kiểu hôn nhân và đám cưới rồi, cho nên đi sẽ dịch theo nghĩa là bạn sẽ có một cái sự kết nối bền chặt với một ai đó, mà rất có thể ở cái mối quan hệ này là một mối quan hệ rất là healthy, rất là balance, đó, rất là cân bằng, rất là hợp lý cho bạn. Đây là một mối quan hệ tốt cho bạn. Cho nên là ở trong cái ván trải tháng 11 của các bạn chọn tụi bài số 2 hầu như là nó tốt hết luôn á, trừ cái là bạn nên cẩn thận cái người đàn ông này thôi, cái người đàn ông mà đi đã nói ở trong cái ván trải bài trà. Ok, còn bây giờ thì tụi bài số 2 kết thúc. Ok, tụ bài số 3 bắt đầu rồi. Tụ bài số 3 với viên đá Ruby ở đây. Cái viên này thì nhìn nó hơi xấu xí một chút xíu, do nó là một cái viên tinh thể. Nhưng mà thực chất rằng là cái màu của nó là màu hơi hồng hồng như thế này, các bạn có thể nhìn thấy. Yes, nó rất là đẹp luôn á. Ok, bỏ qua cái chuyện cái viên đá nó đẹp, thì bây giờ chúng ta quay trở lại với cái ván trải tháng 11 của những người chọn tụ bài số 3. Hãy xem bạn có những thông điệp gì. Ok, đầu tiên thì Dea vẫn sẽ xếp các lá bài theo thứ tự từ tốt đến xấu dần. Từ tốt đến xấu dần. Ok, wow. Nếu tụ bài số 2 là một cái tụ bài trơn tru, có bôi trơn, có dầu mỡ, có gel, thì cái tụ bài số 3 làm nó có những thử thách. Nhưng mà đi cảm thấy là đây là một cái tụ bài đáng để trải nghiệm. Đây là một cái gọi là những cái hành trình phía trước của bạn rất là thú vị luôn á. Đầu tiên bạn có lá box. You will receive a gift, có nghĩa là bạn sẽ sắp nhận được một cái món quà nào rồi đó. Nhưng cái món quà của cái lá box này ở đây á là một món quà về mặt tinh thần nhiều hơn là về mặt vật chất. Ok, cái tiếp là bạn có cái lá next.
là cái lá cái tổ, cái tổ thì cái tổ này cái nest này là Nestle á, ai mà biết Nestle thì đây 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 nest, cái tổ nó thể hiện việc là ok, bạn sắp có một cái gì đó như một cái cuộc họp mặt hoặc một cuộc hội họp hoặc cuộc nói chuyện hoặc một cuộc gặp mặt hoặc một cái sự lý giải hòa giải, nói chung là sẽ có một cái gì đó ngồi xuống để nói chuyện với nhau, nhưng vấn đề là về vấn đề gia đình, về vấn đề những người trong gia đình, nói về tình yêu thương của những người trong gia đình với bạn thôi. Có thể là bạn sắp nhận được một cái món quà đến từ gia đình chẳng hạn, nếu chúng ta liên kết lại với nhau không sao hết nha. Nhưng trước khi chúng ta bàn tiếp đến cái lá shield, tức là cái khiên, thì Dia sẽ nói tới cái lá club là cái chùy. Cái chùy ở đây cho thấy rằng là someone will try to make you do something against yourself, against you will, your will. Tức là một người nào đó đang cố tình hoặc đang cố ý điều khiển bạn hoặc là điều hướng bạn làm một cái điều gì đó mà có hại cho bạn ở trong tương lai. Cho nên là ở trong cái khoảng tháng 11 này á, chọn bạn mà chơi, ok chưa? Đó, nhớ lời mẹ dặn nghe con. Chọn bạn mà chơi nghe con, nó dạng giống như vậy đó. Không thôi là hả, tới cái chuyện gì cuối cùng cái á, bị cười vô mặt, nó là do chọn bạn hết trơn. Đó, theo kiểu giống vậy đó. Thì ở đây, cái lá club này á, nó thể hiện là hãy cẩn thận với cái việc mà những người xung quanh của bạn không phải lúc nào họ đưa cho bạn những cái đường hướng hoặc đưa cho bạn những cái sự góp ý, những cái lời khuyên cũng là đang muốn tốt cho bạn. Đôi khi tụi nó đang muốn đâm ngầm bạn sau lưng cũng chưa chắc biết tới. Đó, ok không? Cho nên hãy cẩn thận. Cái lá shield ở đây cho thấy là bạn có một cái niềm tin và một sự hy vọng, giống như là bạn sống có đức á, cái nết của bạn được, nói chung cái nết của bạn ổn. Cho nên cuộc sống để lại cho bạn được một đường sống ở đây nè. Cái lá shield này thể hiện là you will need a depend yourself. Nó thể hiện là cuộc sống đã đưa cho bạn một cái gọi là một cái lời cảnh báo liền luôn. Bạn, mày cần phải cẩn thận, mày cần phải tự bảo vệ bản thân mày đi. Đó, you need to depend yourself. Hãy cẩn thận với bản thân mình, hãy tự bảo vệ bản thân mình, hãy để cho bản thân mình trở thành một cái cá thể độc lập và đừng nghe theo bất kỳ ai cả. Thấy không? Thấy nó liên kết với nhau không? Cho nên hãy cẩn thận một chút xíu nha. Ok, để tiếp theo biết về cái tháng này của bạn như thế nào thì đi có lấy ra cho bạn 5 cái lá bài để nói về vấn đề tình hình công việc, tài chính, học tập của bạn trong cái tháng này. Wow. Bạn có lá Four Wands nè, lá Knight of Pentacles, là lá Eight of Cups, lá Page of Swords và lá Knight of Pentacles nữa, một lần nữa cho thấy được việc là cái công việc của bạn hoặc cái việc học tập hoặc là cái định hướng của bạn trong cái tháng này á sẽ ảnh hưởng đến gia đình hoặc là sẽ có cái sự góp ý đến từ gia đình rất là nhiều, hoặc là sẽ có một cái đường hướng nào đó mà gia đình của bạn sẽ tham gia vào chung với cái câu chuyện của bạn ở đây. Đó, mà chúng ta chưa biết được là bạn đang muốn làm cái gì ha. Cái tiếp á là Knight of Pentacles với là Eight of Cups cho thấy được việc là bạn đang trên cái con đường, bạn đang trên cái hành trình đi tìm cái mới mẻ trong cuộc sống của bạn. Có lẽ là bạn là một cái người rất là thích khởi xướng, bạn là một người có nhiều ý tưởng, nhiều đam mê, nhiều động lực, nhiều định hướng, nhưng những cái định hướng đó, những cái ý tưởng đó, những cái đam mê đó trong quá khứ của bạn thì bạn chưa thực hiện được, hoặc có thực hiện rồi thì nó cũng không thành công. Cho nên là trong cái tháng này bạn đang trên cái con đường đi tìm đến cái sự thành công đó. Và ở đây đưa ra một cái lời khuyên là cái gì cái từ từ, nghĩ cho kỹ rồi mới làm. Page of Shore, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bạn quyết. Trời ơi, tôi nói với mấy bạn tôi tức điên luôn. Nãy giờ ngồi quay điện thoại hết pin, rồi xong lật đật quay gần tới qua cái gián trải lần hai này luôn rồi mới chú ý lại, ủa sao mà kỳ quá ta. Ok, bây giờ thì đi nhắc lại cho mọi người một chút xíu về công việc của những cái bạn chọn tụi bài số 3 thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm. Ở trong cái tháng này cái gì cũng cần phải tính toán trước, mặc dù biết là bạn đang hừng hực lửa cháy hoặc là bạn đang có một cái dự định nào đó trong lòng bạn rồi, nhưng mà cũng hãy suy nghĩ kỹ nha. Còn về các mối quan hệ ở đây thì đi sẽ bắt đầu nói lại nha. Bạn có lá Ten of Cups cho thấy là trong cái tháng này về các mối quan hệ tương quan gia đình thì rất là tốt nè. Ten of Swords cho thì thấy là nhưng hãy cẩn thận với những cái mối quan hệ ngoài đường. Những mối quan hệ ngoài kia thì Ten Swords thể hiện việc là sẽ có rất là nhiều những cái trở ngại, hoặc là sẽ có rất là nhiều những cái lời ra tiếng vào không có hay. À, ok không? Tiếp thì bạn có lá The Fool, The Hierophant và Death ngược, cho thấy việc là sẽ có những cái sự thay đổi nhất định ở trong cái mối quan hệ của bạn trong thời gian sắp tới. Nhưng mà nhìn chung cái ván trải của bạn chọn tụi bài số 3 là những cái mối quan hệ của bạn đang ở mức trung bình khá, nó không quá tệ nhưng mà nó cũng không hẳn là tốt. Ok, bây giờ thì đi cho bạn một cái lá bài thể hiện một cái thông điệp của bạn ngay lúc này. Thông điệp của bạn ngay lúc này đó chính là sự kiểu như là sự thẳng thắn, trung thực, có dạng giống vậy. Hoặc
hoặc là sự chính trực, cương trực á. Thì ở đây cho thấy được là bạn làm cái gì á cũng cần phải có cái định hướng rõ ràng, bạn làm cái gì á bạn cũng phải có cái đường đi nước bước đúng đắn. Thì đó chính là cái sự cương trực của bạn. Bạn làm cái gì quyết định rất rẽn, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà cái suy nghĩ nhiều ở đây là đừng có suy nghĩ theo kiểu là suy nghĩ trời, suy nghĩ đất, mà hãy suy nghĩ những cái nào mà giúp ích cho cái đường hướng của bạn phát triển. Thì cái ý mà Đi muốn nói đó cái việc là ở trong cái ván trải mà về công việc đó, bạn hãy suy nghĩ kỹ. Thì kỹ đây là kỹ để xây dựng đường hướng một cách tốt nhất, chứ không phải là suy nghĩ là lo sợ. Ok không? Tụi bay số 3 kết thúc. Ok, chúng ta tiến hành đến với tụi bài cuối cùng, tụi bài với viên tinh thể của đá Florit. Thì cái viên đá Florit này á là một cái viên đá mà Đi thích, rất thích luôn á. Đi thích sâu cái viên đá thạch anh tím. Và ngày hôm nay tụi bài Đi chọn cũng là tụi bài của viên Florit này luôn. Thì để xem là tụi bài của chúng ta nó như thế nào ha. Đầu tiên, wow. Rồi, Đi sẽ Oh my god. Ok. Như thế này, Đi sẽ xếp các cái sự kiện theo tốt đến 6 dần. Thì những cái bạn chọn tụi bài số 4, các bạn cần phải cực kỳ cẩn thận, kể cả Đi luôn, Đi chọn tụi bài này nên Đi cũng cực kỳ cẩn thận đây. Ở đây có một cái sự kiện vui duy nhất, đó chính là cái lá cồng chiên, cái lá cái chiên. Con an exciting event, sẽ có một cái sự kiện rất là quan trọng, rất là thú vị xảy ra ở trong cái tháng 11 này cho bạn. Nhưng mà chưa biết cái sự kiện đó là cái gì. Ok. Tiếp. Nhưng mà trong cái tháng này Đi nhìn thấy là bạn suy nghĩ rất là nhiều và có những cái nỗi buồn rất là nhiều. Và ở đây bạn có lá là sorrow over a loss, tức là những cái nỗi buồn, cảm giác như là những cái sự mất mát, có dạng giống vậy. Thì không biết lý do tại sao, thì cái này phải là trải qua cái tháng này thì mình mới biết được. Và cuối cùng bạn thể hiện và bạn có cả cái rocket cups, là cái ly bị vỡ, cho thấy được việc là ok, tất cả những cái thông tin ở trong cái ván trải bài này đang nhìn thấy là tháng này, ngoại trừ cái event tốt, thì tâm lý của bạn sẽ không được ổn định cho lắm. Cho nên hãy chuẩn bị cái tinh thần. Và với một cái tâm lý không ổn định như vậy thì hãy cố gắng lạc quan nhất có thể nhé. Chúng ta bàn đến công việc một chút xíu để cuộc đời thêm vui thôi nè. Về công việc thì chúng ta thấy có lá Two of Swords nè, Strength nè, King Cup nè, King Swords nè, Three Wands nè. Ok, mọi thứ vẫn ổn, công việc của bạn vẫn trôi chảy. Và có vẻ là trong cái tháng này, trong công việc của bạn thì bạn càng kiếm được, bạn càng tìm thấy được những cái động lực mới, và bạn càng tìm thấy được những cái nguồn năng lượng tích cực để mà bạn tiếp tục cái công việc rất là thú vị của bản thân mình. Đó là một ha. Cái tiếp theo là Đi cảm nhận là bạn đủ cái sức mạnh, bạn đủ cái trí tuệ để mà duy trì tiếp cái công việc của bạn một cách tốt đẹp. Và có những cái định hướng xa nữa cơ. Ở đây nè, cái lá Three of Wands thì là sẽ có những cái định hướng xa nữa cơ. Và tiếp thì Đi lấy thêm 5 lá nữa cho các cái mối quan hệ của bạn ở ở trong cái ván trải tháng 4 này. Ở đây Đi rất là chú ý đến cái lá mà Two of Cups. Lá Two of Cups là một cái lá thể hiện cái sự liên kết hoặc là một cái mối quan hệ mới. Bạn sẽ sắp được tạo dựng một mối quan hệ mới với một ai đó chẳng hạn. Nhưng mà rồi sẽ có những cái điều gì đó trong quá khứ bạn sẽ cần phải dẹp đi ở một mối quan hệ nào đó để tiến đến một cái mối quan hệ ở tương lai hơn. Có vẻ là những cái nỗi buồn, những cái lo âu mà ván bài trà đã nhắc tới ở đầu cái ván trải của chúng ta, thì đó là những cái điều mà nó liên quan đến những mối quan hệ. Và Đi nhìn thấy được cái mối quan hệ là cái điểm chính yếu cũng như cái điểm sáng của những bạn chọn tụi bài số 4. Ở đây Đi nhìn thấy rất là rõ luôn. Đi cảm thấy là bạn đã từng hy sinh rất nhiều trong quá khứ, và bạn bỏ ra rất là nhiều công sức cho một cái thứ gì đó, một mối quan hệ nào đó. Thì đến bây giờ bạn được một cái gì đó, được một cái sự đền đáp lại, một cái sự bù đắp lại. Cho nên bạn sẽ cảm thấy rất là vui đấy. Tuy nhiên cái lá Forest và cái lá With này thì nó cũng thể hiện việc là hãy cẩn thận một chút xíu, bởi sẽ có những cái những cái yếu tố, những cái điều mà bạn vẫn mãi không nghĩ ra được, hoặc là vẫn sẽ có những cái yếu tố mà khiến cho bạn rất là buồn lòng. Thì thôi hãy lạc quan nhất có thể bạn nha. Ở đây thì Đi có lấy ra cho các bạn một cái lá bài, cho một cái lời khuyên, một cái thông điệp chung. Thì ở đây chúng ta có cái gì đây? Ở đây bạn có lá Honesty, thể hiện cái sự trung thực, cái tính trung thực, hay còn gọi là cái sự thẳng thắn, thẳng khái. Ở đây bạn hãy nhìn vào cái bức tranh toàn diện của cuộc sống bạn. Khi bạn cần phải làm một cái điều gì đó, bạn hãy tin vào cái sự thật là bạn đang đi trên cái con đường đúng đắn, thì khi đó bạn sẽ có một cái năng lượng lạc quan tốt hơn. Ok. Còn bây giờ thì tụi bài số 4 kết thúc. Cuối cùng thì ván trải của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh YouTube của Đi rất là nhiều. Mong rằng các bạn có thể bấm like, share hoặc subscribe kênh channel của Đi. Nếu mà bạn có những cái thắc mắc gì thì các bạn có thể comment xuống phía dưới. Dạo gần đây thì có một vài bạn có liên hệ qua kênh fanpage của Đi để xin học tarot á. Kiểu như là thấy các bạn cũng muốn học tarot thì để Đi cũng sẽ nói luôn, Đi có nhận dạy tarot.
Và nếu mà bạn muốn học thì bạn cứ liên hệ qua bay thôi nha. Rồi mình tiến hành đặt lịch để học bài thôi. Ok, còn bạn nào mà muốn hẹn riêng đi ra để xem chung với nhau á thì ok, cứ lên fanpage của đi mà đặt lịch nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Dear Tarot Tâm sự của người lạ tập tiếp theo. Bye bye.